Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài luyện tập trung ở trang 80 sách giáo khoa toán lớp 5. Bài 1 yêu cầu các bạn viết hỗn số sau thành số thập phân. Như vậy thì ở cái phần hỗn số thì nó có hai phần, phần nguyên và phần phân số, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có như sau này. Bài 1 này, ta có là 4 1/2. Thì các em sẽ lấy cái phần nguyên này, cái số 4 này thì các em giữ nguyên này, 4 các em giữ nguyên. Cộng thêm với 1/2. 1/2 thì các em chuyển cái phân số này thành số thập phân, tức là các bạn lấy 1 chia cho 2. 1 chia 2 thì bằng 0,5. Như vậy chuyển cái hỗn số này thành số thập phân thì chúng ta được kết quả là 4,5. Tiếp theo ta có là 3 4/5. Các em cũng làm tương tự. Cái phần nguyên là 3 thì các bạn giữ nguyên. Các em lấy 4 chia cho 5. 4 chia cho 5 thì bằng 0,8. Như vậy chúng ta có 3 cộng với 0,8 thì bằng 3,8. Tiếp theo nữa, 2, 3/4, các em cũng làm tương tự. Phần nguyên là 2, các em giữ nguyên. 3/4 thì bằng 0,75. Các em lấy 3 chia cho 4 bằng 0,75. Như vậy các em lấy 2 cộng với 0,75 thì chúng ta được 2,75. Cuối cùng, 1 12/25. Thì các em lấy phần nguyên ở đây là 1. Các em cộng với phần thập phân là 12/25. Các em lấy 12 chia cho 25 xem thử kết quả bằng bao nhiêu. Thì ta có 12 chia cho 25 bằng 0,48. Như vậy cái này bằng 0,48. Thì các em lấy 1 cộng với cái phần này. Đây, 12 chia 25 bằng 0,48, tức là bằng 1,48. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1 thì các em dừng một chút để các em làm cho xong bài tập số 1 nhé. Tiếp tục cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 2. Ta có bài tập số 2 như sau. Bài 2 là một bài về tìm x. Bài 2A nào. Ở đây là x này nhân với 100 này thì bằng 1,643, kem cộng với 7,357. Ở đây thì các em sẽ tính cái kết quả của vế bên phải này trước. Vế bên phải các em có một cái phép cộng thì chúng ta sẽ giữ nguyên vế bên trái, tính kết quả vế phải. 1,643 kem cộng với 7,357 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 9. Như vậy tính kết quả về bên phải trước thì chúng ta được kết quả bằng 9. Vậy ta có x nhân với 100 này bằng 9. Thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, các bạn lấy tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy x ở đây bằng 0,09. Câu A, x bằng 0,09. Tiếp tục chuyển sang câu B. Bạn nào chưa xong câu A, các em dừng một chút để làm cho xong câu A đi. Sang câu B là ta có 0,16 chia cho x. 0,16 chia cho x bằng 2 trừ đi 0,4. Như vậy ở đây các em cũng tính cái kết quả của vế bên phải trước. Vậy 0,16 các em chia cho x 2 trừ đi 0,4 thì kết quả sẽ bằng 1,6. Đến đây thì ta có số bị chia, số chia, thương. Muốn tìm số chia, các em lấy số bị chia, các em chia cho thương.
quả của ta bằng 0,16 các bạn chia cho 1,6 thì kết quả của ta sẽ bằng là 0,1. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm được bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập số 2, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Máy bơm trong 3 ngày. Một cái máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở trong hồ. Ngày thứ nhất thì máy bơm hút được 35% lượng nước trong hồ. Ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Ngày thứ ba hút được bao nhiêu cái phần trăm lượng nước ở trong hồ. Như vậy các em xem toàn bộ cái lượng nước ở trong hồ là 100%. Toàn bộ nước trong hồ là 100%. Ngày thứ nhất đã hút được 35%, ngày thứ hai hút được 40%. Như vậy muốn biết là ngày thứ ba hút được bao nhiêu thì các bạn sẽ lấy 100%, các bạn trừ đi cái phần trăm hút được trong ngày thứ nhất và trừ tiếp đi phần trăm hút trong ngày thứ hai thì chúng ta sẽ được cái phần trăm ngày thứ ba hút được, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có như sau. Ngày thứ ba máy bơm hút được phần trăm lượng nước trong hồ là bài 3. Ta có ngày thứ ba máy bơm hút được phần trăm lượng nước trong hồ. Ngày thứ ba máy bơm hút được phần trăm lượng nước trong hồ thì các em sẽ lấy tổng là 100%, các em trừ đi cái phần trăm hút được trong ngày thứ hai, trừ đi phần trăm hút được trong ngày thứ nhất, trừ tiếp đi phần trăm hút được trong ngày thứ hai. Như vậy ở đây cùng đơn vị là phần trăm này thì các bạn lấy phân số là lấy 100 trừ đi 35 trừ đi 40. Như vậy 100 trừ 35 bằng 65, 65 trừ đi 40 thì bằng 25 đơn vị phần trăm. Như vậy là ngày thứ 3 sẽ hút được 25% cái lượng nước ở trong hồ. Đáp số. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong thì các em dừng lại, các em làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ đi sang bài tập cuối cùng, đó là bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn khoanh trước cái kết quả đúng. Ở đây đổi từ mét vuông sang hecta. Hecta tức là hecto mét vuông ấy. Thì trước khi làm bài số 4 thì các em nhớ lại cái phần đơn vị đo diện tích, đúng không? Thì chúng ta có km vuông này, hecto mét vuông này. Hecto mét vuông này chính là hecta đây các bạn. Đấy. Km vuông, hecto mét vuông, deca mét vuông. Rồi đến mét vuông. Đúng không? Phía sau nữa. Như vậy các đơn vị liên tiếp từ trái sang phải thì các bạn liên tiếp nhau thì các bạn nhân với 100. Còn nếu như mà từ phải sang trái liên tiếp nhau thì các bạn chia 100. Như vậy từ mét vuông sang đề ca mét vuông các bạn chia cho 100. Từ đề ca mét vuông sang hecto mét vuông các bạn chia tiếp cho 100 nữa. Như vậy chia cho 100 rồi chia tiếp cho 100. Vậy các bạn lấy 805 này, muốn đổi sang hecta thì các bạn sẽ đổi sang đề ca mét vuông này thì em chia 100 này. Như vậy chia cho 100 thì bằng 8,05. Sau đó các bạn lấy 8,05 các bạn chia tiếp cho 100 nữa, có phải không nào? Đây này, sau khi đổi từ sang đề ca mét vuông thì các bạn sẽ lấy 8,05 kem chia tiếp cho 100 nữa thì nó sẽ bằng là 0,0805. Như vậy ở đây ta có 805 này mét vuông này, đang ở mét vuông cô sẽ đổi sang đề ca mét vuông
thì cô sẽ chia 100 này. Để đổi sang đề ca mét vuông thì nó sẽ bằng là 8,05 đề ca mét vuông. Được chưa? Từ đề ca mét vuông cô muốn đổi sang hecta thì cô chia tiếp cho 100 nữa. Như vậy chia tiếp 100 nữa để đổi sang hecta. Như vậy thì nó sẽ bằng là 0,0805 hecta. Như vậy 0,0805 thì nó chính là đáp số nào? Đáp án nào? À, chính là cái đáp án D này. Đấy, chính là đáp án D. Như vậy ở đây các bạn sẽ khoanh vào đáp án D. Được chưa? Như thế là cô và các em đã vừa đi xong được tiết luyện tập trung ở trang 80 sách giáo khoa toán lớp 5. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.